Đi mà đi ra luôn đi. Đi ra luôn. Xe tới rồi. Thôi đi ra, đi ra đi. Đi ra, đi ra. Đi ra đi lên xe. Bạn luôn. Ơi bạn hết luôn. Bạn đi. Không là tôi dẫn lên xe. Rồi đi xe, hay là đi ra hơn đường đi lên đâu. Nói chị từ nãy giờ không nghe phải không? Dạ bạn hết luôn. Không bạn bây giờ mang đi giấu phải không? Không bạn hết luôn, đưa ra hết. Chị mà chống đối cái là xe đậu rồi tôi đưa chị lên luôn. Anh bạn hết luôn ảnh rồi. Thôi. Rồi thôi, đưa thôi nó xe đi đi. Rồi đi đi. Đi ra ngoài đậu đi. Ra đâu kia rồi. Ra đâu ngoài. Nếu mà không gì mà không nghe là đi vô đi luôn nghe chưa? Nó mang đi giấu đúng không? Không bán mà mang đi giấu vậy. Những cái đồ giấu mang hết ra đây rồi. Bạn hết luôn. Lấy ra đây, không có giấu nữa. Bây giờ là con gửi cho mẹ 3 triệu đây hỉ. Dạ, dạ. Cơ mẹ vô mẹ à. Mẹ mua giùm rác cho con nghe. Dạ, dạ. À, nói chung là mẹ cũng vô mẹ trả giống như là người đi mua rồi vậy đó. Dạ, ha. Dạ, dạ. Rồi mẹ nhờ thêm mấy người nữa rồi thuê xe tới chợ mua giùm. Xe đi là trưởng ven chợ thuê cái chỗ đi đâu rồi. À. Trường đi chợ đô đi trưởng ven chợ đi bạn cho. À, rồi rồi. Rồi giờ đem ra ngoài hết đi. Từ cửa đem ra ba tôi vô về tới đây. Dạ dạ. Rất nghe. Tôi có xe đạp này tôi chở về. Dạ dạ dạ. Rồi cái này con cũng nói luôn với mẹ là mình mua một phần là con cũng gửi cho mẹ ha. Còn một phần nữa ấy là bóng ve chai á là còn một phần mình góp vô cái đường bê tông nữa để cho bà con vui nghe, vui cả làng cả xóm nghe. Dạ dạ. Rồi mẹ giúp con ở đây rồi mẹ nhờ đi rồi có gì đó con gửi thêm tiền cho mẹ nữa nghe. Rồi đây đây đó còn đây bác sĩ Thái đây đi vô nói chuyện lén chứ bác sĩ để mắng thẳng cho bệnh mấy cháu tôi chịu đó bác mệt thở ừ sao bác sĩ dạ cứ mệt ạ mệt dạ vừa rồi lần bị chắc là lắng quá mệt rồi con cũng mệt rồi lắng quá còn mệt rồi mà tôi ra tôi bộ tôi họ bắt mặt ấy họ nói bị suy nhược cơ thể yeah. Bà mua rửa là hai tệ thuộc tiêu hai uống rồi đâu bà bữa nên khỏe bên mừng được đâu gì nên không xem bác sĩ Thái này gì cũng chưa biết bác sĩ Thái đâu rồi cứ mình cứ hơi mình lại mình dọc đi giờ lại nữa dạ 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 đi cứ vui vẻ lên làm vẻ cứ vui vẻ cười lược cười nói ăn tốt là khỏe không cái thuốc gì bằng thuốc tinh thần ạ. Thuốc tinh thần là quan trọng nhất ạ. Bác sĩ tâm thần nó hay quá. Đây đây đây, tranh thủ lại. Có gì vô gì mua ve chai đi. Ờ, trái bao. Bạn mà lấy tiền. Mày ơi. Bán hết rồi. Bán hết chuyện vậy giữ tới giữ đấy. Cái báo nhận thấy rồi. Tao đánh đi. Thế nghĩ được bạn mày tao mua mày. Bạn hết tôi sẵn. Tôi đưa hết. Bạn cứ sẵn tôi mua tao mất. Không, tôi đưa hết ra ngoài đó. Đưa hết ra ngoài đi. Đưa hết ra ngoài không. Lỡ hết đằng kia không lấy cái. Không, lấy cái vỡ cái miếng lưới ra đi lối kia cho nó rộng. Rồi, bưng hết ra đi. Cái gì mà không được là đốt. Nghe nghe không? Chứ còn không nữa đưa lên viện rồi, rồi ở nhà dọn gió nhanh đi. Bây giờ là không có kẻ kẻ cùng gì nữa đâu. Bây giờ là không có lý luận gì hết. Ừ. Một là sạch sẽ hết. Bán, hai là lên viện. Trời ơi mặc áo gì không nổi. Mặc đi thay cái áo mắt. Tôi thì tôi thấy ông tôi mày kinh thì tôi mày mà tôi thấy ông ngửi cái mặc áo gì đâu kỳ vậy. Hai cái lỗ luôn mang đi đâu đây mang đi đây đi bưng hết ra ngoài lớn nhanh lên rồi bưng hết ra ngoài luôn không chọn đem theo chúng ta dùng đi Huế không hài đi hả? Cái lối kia đi không biết là có đi được không đây nè đó mở cái cửa đằng sau đi không cứng lắm giờ phải bưng mấy cái bao đi ra trước nè không đi lối này này lấy mô không biết ra là chỉ gỡ cái là ở đây có hai sát gỡ cái là không cứng lắm là chưa không cứng lắm hồi xưa làm kỹ lắm rồi chỉ có lối này đi đường này mở cửa ra này mình bưng cái đi ra trước xong mình mở ra thế này không phải cái này ra này quá đi chứ rồi cái lần đổ đây là kho rác chứ không phải là mặt lớn đâu nhanh lên mang dọn dẹp ra nhanh lên cửa này đi được thoải mái vậy này dọn ra đi không có chỉ chọn hết cưa lá mà cưa lá
Chưa, sao nước đổ nước không vậy? Cái thao để lại là cho nữa được. Kinh thiệt các bạn. Ui trời trời. Ui. Còn mấy cái chậu này nữa. Ông bưng của ai vào để đây không biết. Ủa kinh thiệt. Nó chụp chạp nữa hả? Bà chứa nước đây được, à bà chứa thì bà chặn cửa. À. Thông minh như thế. Chiếu ra đây giờ bằng quá này, băng. Băng rồi. Lớn mặt ảo mà làm nhỏ nữa nè. Tôi đang vào vòng lẩu lẫm đây á. Vòng lẩu lắm. Ôi ơi. Ôi đâu rã bên đây cũng trâu. Ngon lẩu lắm. Mặc áo vô lớn, mặc áo vô này. À cũng có. Trời không có, còn mới áo không có. Sao? Sao còn á. Mày lo bà mang đi bà giấu nè. Đó, 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 đó. Mang đi giấu một đống nè. À, đổ đống này đằng sau kìa. Đúng rồi. Có không? Có kìa. Để mấy vai chai thấy không có dấu gì gì nữa. Đây, đây, chữ ra chữ ngó này. Ừ. Con, mày, cái gì, cái gì? Mang đi giấu này. Lại vô, lại vô, lại vô, lại vô, chị mua. Đây, giấu đúng quá. Mang đi giấu nó sao à? Đi ra đây ngó, quay được vậy. Mày bán hết xong có dấu giếm gì nữa giờ. Dấu. Anh đưa ra coi sao nước nữa. Trời ơi, mang cho một đống rồi kìa. Chạy ơ. Ờ dọn nhanh lên. Không có để nữa. Không có để cái gì hết. Đưa đẹp cái đồng gà này vào đâu đã. Cho rộng rãi nào. Mà đang nghe. Đứng 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 ra ngoài để đó. Để đâu đi. Để tao dọn để lên. Hết. Cho đi đâu đáng để lấy nó đi lại. Hết. Xoay lại. Dọn đi lên. Ô. Hốt hết rồi. Mèo nó nữa, mèo đâu nữa? Rắc cái này ra nữa. Trời ơi, còn mèo ở đâu nữa? Mèo nữa. Nó hốt cái rác đem hết ra ngoài phía trước. Rồi đem cái thùng nào mà không có dùng à. Rắc cái xe ra ngoài đi. Ủa. Rắc để ngoài sân đi. Để mình đem đi. Nhặt đồ về ông biết đường đi. Đó thì cái tim mà không được nó quan hết tùm lum hết trơn. Dạ. Ở trơn á, nó thằng tá bật ngửa chứ phải dẫn đâu. Đây là mở cửa dành đây bưng ra hướng này được không? Cứ đưa hết ra ngoài đó. Cái nào mà không được không dùng được thì đốt hết. Này nhìn bẩn hết áo này này. Bác sĩ nhìn bẩn hết áo này. À. Thôi đừng có xả nước ra làm gì cho lắm vô đó. Đâu cảnh nhập đi. Chị Minh, có là cho mượn cái quần này. Quần ông Dũng phải không? Đi không? Cái quần nó mà đây. Con mua cho. Đi. Tao không ai biết con mốt. À. Đất Phật. Đây. Đi quần ông Dũng. Cãi ghê vậy. Quần nó ngỡ. À. Ô mà thấy là chị. Cãi nhà phá cái trâu cái đó nếu mình nằm đến thằng bờ đó thì được rồi. Câu nợ bữa đẹp đúng tại thế. Ừ. Bác sĩ thái tội quá. Ê, bưng đi không? Tôi với ông bưng. Nặng quá bưng. Đây. Trơn rồi chưa? Bưng lấy một bộ. Trúng đầu. Đồ đặt coi như được. Đổ ra đi. Coi chừng đi trơn nghe. Dọn cho sạch sẽ hết trong nhà nữa luôn, trong phòng nữa. Nhớ đi, nói mít không chịu nghe.
Anh xoắn rồi nhá, anh xoắn. Để lăng quăng mũi dính nó để ăn chứ. Đi rồi nè, tội mấy đứa nhỏ đang ở này, nó thì quý vị. Nó lăng quăng khiếp gì. Thôi. Tội bác sĩ thiệt chứ. Nó chưa thấy bác sĩ nào mà như bác sĩ này. Tới bệnh viện cuối chân việc. Vì cuối chân việc không có thời gian đi làm thì xuống dọn nhà rồi. Mỗi cái bà nghe này nói không có nghe gì hết. Coi được đi luôn ca cho rồi. Đưa bà đi đâu khỏe người đi. Không để mít cái nào không được. Không có để, đưa ra ngoài đáp. Cái gì để? Đó. Trời ơi, dọn đi ra là rộng ghê lắm anh thấy nha. Đúng rồi. Gì lên, bưng đi lên, bưng nhanh lên chứ. Còn có chi trong đây mà lộn rãng nó rồi. Đưa hết ra ngoài ạ. Đưa hết ra ngoài phía trước xăng đi đổ ngoài đó. Cái gì mà dùng được thì dùng, còn không dùng được đem đi đổ. Cái chi kêu lặng. Không nhắc nữa. Này họ đâu có mua. Ừ. Ở dục đi một ngày. Đúng rồi, đây mấy có mưa mà đang có mưa đâu nhỏ nhiều kê nhỏ. Mặc kệ mua ra ra. Chỉ ra mua bên bận thôi. Ba cái tắt cơm kèo đấy. Không biết sao luôn. Đưa hết ra ngoài cái nào. Coi cái nào được thì dùng, không được rách thì đốt hết. Trời ơi, có mưa mà. Cũng mấy chục cái luôn á ông ơi. Cái này đem đi bán được luôn á thì. Đâu đi. Quay chút rồi ngụm ra tay luôn chứ. Quá thì thấy ngứa tay luôn á. Đây còn trong nhà nữa chứ. Đi cái đường trơn tán hay chưa? Nó con trai cũng vậy. Rồi hấu hết ra đi, nhanh nhanh lên. Đứng đây giữ chứ không là bộ đem cổ giấu hết trơn à. Đó, nó sơ sơ ra một chút thôi. Mấy nhỏ ở nhà dọn mà không cho chứ phải. Như cô bác nói sao nhỏ ở nhà nó khôn lanh mà sao nó không dọn, mà dọn ra là bả dọn vô à. Dạ. Dạ. Cứu gấp chứ mà bác. Rồi. Cái gì đây nè lớn? Hả? Mày quá hả? Vô. Đang đứng chắp tay nữa. Đi vô làm đi chứ. Ừ. Không làm không làm. Nè. Thì cầm nó có tuổi đã năm rồi, để cho nó nhỏ. Ok thôi. Sơ sơ có một chút đây. Nhưng còn dọn cái trong nhà nữa thôi. Thấy chó ngợp luôn á. Dạ. Dạ dạ để con ngồi kia ngồi gấp được rồi. Dạ dạ. Đang đẩy giờ để con đứng đây con giữ con quay luôn nè. Đó nè. Anh đem đi giấu nè. Anh đem đi giấu tùm lum trơn. Đó. Đem đi ra anh giấu đem còn tiếc lắm, bán mà tiếc lắm. Đó này. Đó còn ở đây nữa nè. Đây nè. Đem ra giấu ở đây nè quý vị thấy. Mấy thùng ở đây luôn nè. Đúng là mình giữ là lái vội chứ không nữa là kinh ấn thiệt. Thì cái tính là con bên nó vậy quý vị. Đây, thùng em ra phải giữ chứ không là đứng là củi nhà con đâu có chậm nữa, chờ có làm củi đâu mà lên đi rồi đó. Hả? Hốc hết cái này đem ra ngoài quang luôn. Chứ để đây mũi cắn chết á. Hốc cái này đi. Hốc cho sạch sẽ rồi dội luôn.
sinh. Nó cựa này là cái ấn thì không biết ở đâu ra này. À, quý vị thấy à? Cái này mà cỡ khoảng năm không ra nữa giống như xưa rồi đúng không, hơn ngày xưa nữa chứ. Củi con đem hôm qua ra ngoài kia đi tỉ đúc nó không lớn rồi kìa, ngắt lắm. Ừ. Trời, nó đông vào kìa, đuổi luôn đuổi đi đó nè. Cái đồ chi chi không, cái này rác chưa cái chứ, bỏ tay đi ra nha. Đi rồi, ngay ra đừng có đồng còn tới nè, ra. Trời ơi, mùng mình này. Lấy tay bóng bám vào đây mà nhìn chi đây nữa đó. Rồi. Đó rồi. Hỏi cho bà kia tiếp. Rác không là rác. Ừ. Đem hết ra ngoài. Bãi rác. Đó, bà hết ra ngoài đi. Đấy, cái đồ đây là đồ nhớt không ạ, đóng hết ở đấy đó. Cho vào. Cho vào đi. Dọn, dọn, dọn. Vâng ạ. Có phàm ngủ. Có rắn à? Có gì gớm rồi không? Khít thì cái chứ. Nó có phàm. Tí nữa cũng 2 tiếng nữa anh lại anh chở cho mẹ em nghe. Ờ. Tí nữa chắc ra tới là đường luôn á. Kinh thiệt cái ấn không? Lớn đi vô nha, hút ra mất đi. Bưng ra hết luôn. Trời ơi, khít thiệt cái chứ. Sau này thì cũng hút mặt xăng rồi. Dạ. Sao anh? À. Đưa em giặt cho. Còn nó bảo đưa em giặt cho. À, đưa em giặt cho. Đưa em giặt cho. Đưa em giặt cho xong là kéo ấm. À. Bà lịnh lịnh. Khôn ghê. Có tài nào ấy. Thì cái chứ. Đưa em giặt cho. Không hết này ra nữa. Anh thấy sẽ rộng ghê vậy. Bạn thấy đồ sướng luôn chứ. Ví dụ như đồ chi củi gì bỏ vào đây được thấy này. Không? À, đây em giặt này. Đùa. Bố ma mà chi ngán liệt đó. Ai? Chị lên được rồi. Ở đâu rồi? Ai ai ai? Ông hôm bữa à, chú Dũng à? Dạ. Ông Dũng à? À, rồi. Chơi ngán lượt rồi. À, đi rồi. Đi bộ đi sao? Dạ, đi xe đạp. Xe đạp à? Ủa, đi xe đạp được à? Ờ, nhỏ nhỏ. Nó vô ông dọn luôn đi. Mình ra lấy chú cái bao cái lắp ráp này, chú hút nó cái này. Thôi, không cần đâu. Cái này hút hết ra ngoài. Hết ra ngoài. Hút ra ngoài này mà ấy hết là ngon quá nè. Nè, nè, chỗ đây thế nè. Bên đây ra kia cho. Nó tốt cay gì đâu mà. Nó rác thì là không có chỗ hết. Anh nè. Đúng rồi. Đó. Ông bác sĩ thái tội thiệt đó chứ. Ủa cái cân này. Nó làm bác sĩ. Nhà vậy đó. Nhưng ngao nó trùng heo. Trùng heo là không thể giờ làm sạch lắm rồi. Nó trùng kìa. Đó này. Trùng heo không? Ôi, cái này, ôi, cái này cô bác mà đang ăn cơm thì xin lỗi cô bác nha. Trùng không này. Trời ơi. Đây kiểu như là nước trùng, nuôi gì đó. Đang trùng nước. Khó tay các bạn. Đây là bà Manh. Hả? Bà Manh. Bà Manh chứ phải bà Manh. Chứ không phải bà Minh, bà Manh. Manh nặng. Ok. Rộng rãi không? Sướng này. Hôm nay là mình làm sạch sẽ hết. Nhưng mà quên, ra đây. Hả? Ừ. Trời ơi ngợi. Ôi, đây, đây. Ui. Nhiều lắm. Trời ơi, nồi kia ra nữa. Chập đưa cái này lên lòng cái này đi. Đúng rồi, đúng rồi. Ủa quá, bán con gà thì bà đủ điên nhở. Ừ. Con gà là kiểu bà quý như con á. Đúng rồi. Gà quá lại con mèo giờ đi đâu mất tiêu rồi nhở hả? Con mèo, à. Mèo bỏ đi mà bỏ ăn cả tuần thì biết rồi. Ừ. Cái gì kia đang ở phía trước giữ con trai đó mà không biết có giữ được không, thôi mình chạy ra phía trước đi. Chứ không ấy mình bán gà luôn nhỉ. Ừ. Mà bán đây sợ bà ấy đổi bệnh nặng. Thương gà còn hơn thương cái gì chứ nhỏ gì. Thương con mà này. Đó, đem hết ra ngoài đi. Quần gà đi chỗ ra ngoài đó.
cho luôn hết. Cái này để nó chập xịt nước phải không ạ? Dạ. Nước xong mới để. Còn cái này cho hết đi. Nó hút lên xe giùm em. Kinh quá à. Lần trước bọn em định ra nhưng mà đang làm đường bê tông đó anh. Đang làm đường bê tông này không dọn được. Còn làm kia nữa kìa. Nó chở đi. Cho trong nữa kìa. Đi máy mục nó không được cho phép lên nó bơi. Đang với nhau đừng đấy chứ. Môi trò ra cái đứa lên công an thằng bắt nhỏ cái cánh quậy. Dạ hốt hả? Về chở thằng cây. Cháu vô cây về. Dạ 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 dạ. Mãi tả mà chờ tôi xỉn tôi lại hả? Vậy mà đi ra luôn đi. Đi ra luôn. Xe tới rồi. Xe tới rồi. Thôi đi ra đi ra đi. Đi ra đi ra. Đi ra đi lên xe. Bạn luôn hết luôn. Bạn đi. Thôi là tôi dẫn lên xe. Rồi đi xe, hay là đi ra đường bạn đi lên luôn. Nói chị tôi lấy rồi, không nghe nữa. Giờ bạn hết luôn. Không bạn, bây giờ mang đi giấu phải không? Không bạn hết luôn, đưa ra hết. Chị mà chống đối cái là xe đậu là tôi đưa chị luôn. Em bạn hết luôn anh ạ. Rồi thôi, thôi nói xe đi đi. Rồi đi đi. Đi ra ngoài đậu đi. Đâu kia rồi. Ra đâu ngoài. Nếu mà không gì mà không nghe là đi vô đi luôn nghe chưa? Tôi mang đi giấu đúng không? Không bán mà mang đi giấu vậy. Những cái đồ giấu mang hết ở đây rồi. Bạn hết luôn. Lấy ra đây, không có giấu nữa. Rồi đi đi. Chứ còn không nữa là xe đi lên là xong luôn đó. Không được kệ đi ngồi. Để lại để lại. Rồi cái nó để lại. Không chịu làm, không chịu dọn mang người dọn không được mang đi giấu. Mang đi giấu. Giấu đây làm sao? Khổ thế. Ông mới đâu có lấy này, thế là mất được giòn mà không bữa. Còn đóng vào đây nữa nè. Búa chừng chừng luôn. Còn cái kho này nữa nè, hút hết ra luôn. Nó sẽ đạp, nó sẽ đạp, nó đem đi xe đạp nó luôn em thơ. Rỡ cái chuồng gà ra. Rồi, rỡ cái này ra. Rỡ cái này ra, còn cái kho trong này nữa. Cậy nó, đem đây. Không, không, không. Không, 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 lửa thêm giòn lá đi. Bây giờ là không không dọn đúng không? Bây giờ lá đi. Bây giờ ai ai có thời gian mà xuống đi chăm lo nhắc nhở chị biết rồi. Không lẽ cả đời gì? Hả? Xe để lại. Xe để lại. Xe để lại. Một chiếc để lại thôi. Xe luôn. Xe lại mang ra. Để lại chiếc này. Chuyện ơi. Để lại chiếc này. Mang hai chiếc này ra. À hai chiếc này bị hư rồi này. Đó là vợ nó đâu? Xếp xếp xiềng đâu mà đi? Để không được. Nè, chị có để vàng trong này không? Có. À hèn chi gì dào kỹ đây chị và chị rỡ ra chị rỡ rỡ ra ra chị lấy vàng ra trước đi. Nè. Đi lấy vàng ra trước đi. Ê, con nó đi ra đây, con đi bên nào à? Đi vô lấy vàng ra xem nào. Không để tôi dọn. Kho báu của chị đây mà. Chị rào rồi dọn này ai mà làm. Đó là rào gì đâu mà thấy cũng phải 5-6 lớp á. Không dễ gì vô lấy được á. Thế bây giờ cho họ không lấy luôn. Rồi đem cái xe đạp nó ra, xe đạp nào hai chiếc này đem ra đi. Chuyển cái bảng chuyển cái này. Không chỉ đi có lương. Mang hai chiếc này ra. Tôi mà điện xe lại lần nữa là chị đừng á. Các bạn đánh chuyện là đá bạc. Rồi đem ra lấy. Không có triệu.